Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, với thái độ rất nghiêm trọng, hứng khởi như khi đứa trẻ bỗng một ngày phát hiện ra rằng trên mép ba nó có râu, còn mẹ nó thì không. Cô nhà báo Hàn Ni cho rằng lâu nay người ta cứ quen nghĩ câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao như là nói về sự đoàn kết, nhưng câu tục ngữ đó sai và vô lý. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Một sự phát hiện thú vị, giỏi lắm nghe, của Nguyễn Ra. Việc cô nhà báo tự xưng vì người này đã bị kỷ luật không còn tư cách tác nghiệp báo chí của tòa soạn, chỉ là nhân viên hợp đồng của báo Sài Gòn Giải Phóng, mấy ngày trước lên mạng chim cò, chê bai, phê phán một câu tục ngữ của tiền nhân truyền lại từ bao đời nay mà người này cho là sai, là vô lý. Mỗi khi mở máy ra là vô tình nó đập vào mắt, đã làm cho mọi người ta vừa buồn cười vừa khó chịu. Thật tình không đáng gì để gọi là phản biện cô ta cả. Nhưng nhiều bạn còn phân vân nên tôi cũng xin góp vài dòng mọt để mọi người có quan tâm đánh giá. Với thái độ rất nghiêm trọng, hứng khởi như khi đứa trẻ bỗng một ngày phát hiện ra rằng trên mép ba nó có râu, còn mẹ nó thì không. Cô này cho rằng lâu nay người ta cứ quen nghĩ câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao như là nói về sự đoàn kết. Nhưng câu tục ngữ đó sai và vô lý. Theo người này thì núi thì phải nhiều cây, phải có đất, chứ ba cây không thể thành núi được, có chăng là ba cây chụm lại thành rừng xanh tươi. Nghe ra mới có lý một chút. Thật là một phát hiện thú vị mà cỡ như Hàn Ni mới nhận thức ra được, giỏi lắm nghe. Ca dao, tục ngữ là những câu hát, lời nói của văn hóa dân gian có sự cô đọng và tính ẩn dụ rất tinh tế, được đúc rút để nhắc nhở, phản ánh về một sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống hàng ngày. Để hiểu cho đúng ý nghĩa sâu xa của nó, cần phải hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mà đôi khi nghĩa đen chỉ đóng vai trò làm nền cho nghĩa bóng mà chủ ý của câu ca dao, tục ngữ muốn đạt đến. Trong câu tục ngữ trên, cũng vậy, nói về để có sự to lớn thì phải từ việc tích tiểu thành đại, nghĩa bóng, nhưng lại là chủ ý trọng tâm của câu tục ngữ đó là muốn có sức mạnh và sự thành công thì phải tạo được sự cố kết cộng đồng, sự đoàn kết của nhiều người hợp lại. Kết cấu hình thức biểu đạt của câu là từ số ít thành số nhiều, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Sự ẩn dụ đó nói lên một điều lớn hơn thế, chứ dầu có nói 1.000 cây thì cũng không hết được và cũng chỉ là nói về số nhiều mà thôi. Hiểu một cách siêu hình máy móc như Hàn Ni thì dầu có 3 cây cũng làm sao thành rừng xanh tươi được đây. Câu tục ngữ có chủ đích không phải nói về núi, về rừng như Hàn Ni nghĩ, mà hòn núi cao ở đây là hình ảnh biểu đạt của tinh thần đoàn kết, là sự thành công, chứ không phải là núi non có đất, có cây như cô này phân tích theo hướng lập thể, sinh học đó. Còn kết cấu của chữ nghĩa trong câu này thì vô cùng tinh tế. Chỉ có những người đã học chữ Nho ngày xưa hoặc hiện nay nhưng chịu khó tìm hiểu thì mới thấy cái tài tình trí tuệ của người xưa. Trong chữ Nho thì chữ Sam, Sơn, Núi, Non đều đồng nghĩa, gồm có một gạch ngang ở dưới cùng, chữ Nhất, và ba gạch đứng, chữ Tam, ở trên hợp lại mà thành. Nếu các nét gạch đó tách rời ra, mỗi gạch mỗi nơi sắp xếp lung tung thì không thể thành được một chữ san có nghĩa. Trong tiếng Việt và chữ Hán Nôm thì chữ san, sơn, núi, non đều có nghĩa tương đồng, có thể thay thế nhau tùy theo văn cảnh. Vậy nên các cụ mới nói rằng một cây làm chẳng nên non là vậy, thật tinh tế, uyên bác nhường nào. Vậy mà cô Hàn Ni lại phán câu tục ngữ có tính bác học này là sai, là vô lý. Khá khen thay cho hậu sinh khả úy đến mức đó thì thú vị lắm, giỏi quá nghe. Chừng đó nhờ thôi, xin được góp vui cùng các bạn về câu chuyện có đứa trẻ bỗng một ngày phát hiện ra trên mép ba nó có râu, còn mẹ nó thì không có, sai quá, vô lý quá. Nên không có gì phải ngạc nhiên khi Hàn Ni nghe nói là luật sư mà viết lá đơn tố cáo ai đó cũng chẳng ra thể thống nào hết. Đơn tố cáo khẩn cấp. Luật nào quy định có loại đơn tố cáo khẩn cấp như vậy? Cuối đơn đề Sài Gòn ngày. Hiện nay ở đâu có đơn vị hành chính gọi là Sài Gòn không nhỉ? Đơn giản vậy
mà còn ấu trĩ thì làm sao có thể hiểu thấu sự tinh tế của người xưa? Hay là trong thời gian hoảng loạn do những gì cô ta tự ảo tưởng sức mạnh gây ra mà sinh nạn chứng tẩu hỏa nhập ma, chứ chẳng có lẽ học đại học xã hội nhân văn mà đến nông nổi vậy ta?